vậy được cho ăn con méo ơi, méo ơi. Đây chính là tiếng gọi thân thương mà cô bà này dành cho đàn mèo hoang. Cứ thế mỗi ngày đều đặn 3 bữa. Những con mèo tại đây đều được chăm nom bởi bà Hùng Tuyết Mai, nay đã ngoài 70 tuổi. Bà Mai chuyên bán đồ chơi ở Thảo Cầm Viên, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã hàng chục năm qua. Trong một lần vô tình bắt gặp một con mèo bị bỏ rơi, bà đem lòng thương cảm và nhận nuôi. Đến nay cũng đã gần 10 năm gắn bó và chăm sóc mèo hoang. Cơm thì tôi nấu ở nhà, tôi mua lần 5kg gạo có 100.000 mèo, gạo khô quá. Cái gạo khô chứ gạo ướt nó không ăn, mấy con mèo này gạo mà gạo ướt ướt nó không ăn. Thiệt người ta cho hạt, năm ngoái người ta cho hạt nhiều lắm á, mấy cô quá thấy nhiều mèo quá. Tự bỏ tiền túi mua gạo rồi nấu cơm từ nhà mang lên, thậm chí là dành tiền mua cá, hạt để cho mèo ăn là cách mà bà Mai chăm sóc đàn mèo hoang. Mỗi ngày như vậy, bà cho mèo ăn khoảng 700 gram hạt kèm cá và cơm. Ngoài ra bà Mai chia sẻ, đôi lúc bà may mắn được nhiều người cho cơm từ thiện, bà đã dành phần sườn cho mèo, còn cơm thì để mình ăn. Tôi ăn cơm vậy, tôi ăn cơm không mà thấy không, thấy không, cơm sườn là người ta cho đó. Người ta từ thiện người ta hay cho tôi đó mà tôi xin bịch. Tôi cho ông bịch nhưng mà tôi xin thêm bịch. Thấy không, tôi ăn cơm không mà sườn tôi để dành cho mèo hết. Tôi ăn mà tôi ăn ít thôi, để dành cho mèo thôi. Tội nghiệp nó cũng phải dán thôi, tại vì mình thương quá rồi sao bỏ đâu có được. Khi được hỏi chi phí đâu để bà Mai chăm lo cho đàn mèo suốt bao năm qua, bà cho hay nghề bán đắt khách cũng được vài trăm ngàn. Bà trích một phần tiền để mua hạt cá cho mèo, còn những ngày vắng khách bà lại phải bớt đi phần ăn của mình đôi chút để lo được cho gần 20 con mèo hoang đó. Nè thấy không nè, hai ngày là thứ bảy chủ nhật mà đang bán gì nè, có sự kiện gì nè, phải bỏ thi dắt cái đi thú y á, tại vì nó sốt quá. Nè bữa nay hết rồi nè, thấy không, nuôi từ nhỏ còn mấy con mèo con là miễn, mấy con mèo con tôi có xi lanh, tôi mua thuốc tôi cho nó uống, tại vì nó lớn rồi. Ông này ông lớn rồi không dám, phải dắt đi khám bệnh, tội nghiệp nó. Tôi còn bán là tôi nuôi nó à, tôi có ăn là nó có ăn à, cô nhiều ít à, tôi có ăn nó có ăn à.